tại sao lại đúng là công nghệ mới và từ đâu ra cái ý tưởng đó? Là bởi vì là một người đam mê mùi hương và nước hoa, rồi Guilty cùng suy nghĩ là muốn tạo nên một cái mùi hương nó gọi là local brand của Việt Nam, nó là dẫn đầu xu hướng unisex tại Việt Nam và sẽ là một cái giá thành phù hợp cho tất cả mọi người, nhưng giá thành phù hợp cho tất cả mọi người nhưng mà chất lượng là phải quan trọng. Và khi mà chúng ta dùng mùi hương và chúng ta Việt Nam mình hay phải đi xe máy nhiều ở ngoài hay là phải thời tiết nóng thì cái điều quan trọng là cái độ lưu hương là rất là quan trọng, cho nên là đã tập trung vào để mà tìm hiểu và tạo ra được một cái mùi nước hoa gọi là lưu hương lâu hơn, có thể sử dụng trong cả một ngày dài. Đâu là điểm đặc biệt để có thể là sản phẩm của mình có thể làm một lựa chọn hàng đầu? Thực ra thì để bước vào một cái ngành thế giới nước hoa thì đây là một cái gọi là một cái vũ trụ rất là lớn. Thì cái thực ra cái đam mê và cái mong muốn đầu tiên của FSpray là sẽ mang đến cho tất cả mọi người ở mọi độ tuổi và gọi là mọi độ tuổi có một cái sự lựa chọn dễ dàng hơn cho cái việc lựa chọn mua nước hoa, bởi vì thứ nhất là giá thành phù hợp và cái độ công dụng sử dụng có thể kéo được lâu dài á, thì mình chỉ mong là mình có thể phục vụ cho những cái người mà yêu thích nước hoa và tìm tòi những cái mùi hương mới. Và quan trọng hết, đây là một cái mùi hương mà Guild tạo nên là gọi là unisex. Có thể chai nước hoa mùi như thế này nhưng mà lên da của người khác nó sẽ tạo được một cái điểm nhấn khác, cho nên là Guild nghĩ cũng sẽ tạo được một cái sự phong phú và đa dạng. Vậy thì một Guild ở trong kinh doanh và một Guild trong hệ thoại có nhóm khác nhau không? Một Guild trong nghệ thuật có vẻ là sẽ thiệt hiền hơn một chút và hơi kiểu muốn gì làm nấy, thích gì làm nấy và hơi phóng khoáng tí. Nhưng mà trong kinh doanh thì mình phải khác, mình phải đổi rất là nhiều, mình phải quyết đoán hơn, mình phải có cái sự tính toán và mình phải tính toán, đây là tính toán những cái đường hướng chiến lược tốt cho công ty và những người đồng đội đồng hành với mình. Và kia cũng phải gọi là kiên quyết hơn rất là nhiều. Và khi mà mình thực hiện được cái đàn này và khi mà mình lúc đầu là học hỏi thôi thì gặp cũng rất là nhiều khó khăn. Bây giờ thì thật sự là vẫn đang học hỏi và hy vọng là cái buổi ra mắt này thì là sẽ là một cái cột mốc để cho Guild có thể được thực hành ấy, và vừa học vừa thực hành và được thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Bạn có câu hỏi ạ. Guild không chỉ đẹp mà còn rất là thơm, thì không biết là có không phải đó là một trong những ý tưởng cho một quyết định là Guild ra mắt bắt đầu làm về nước hoa không? Thật ra một phần đó là một lời khen mà Guild cảm thấy rất là dễ thương của tất cả mọi người. Có một cái dấu ấn như vậy trong lòng mọi người thì đối với Guild cũng rất là quý. Và bởi vì chắc có thể là như Guild đã nói, Guild và Kia có cùng một đam mê, đó là nước hoa. Thực ra Kia với Guild đồng hành với nhau rất là nhiều, lâu năm rồi. Và cái sự đồng hành đầu tiên là về thời trang. Kia là stylist của Guild và hai anh em rất là đam mê thời trang và đã trao đổi với nhau và thực hiện được rất là nhiều bộ ảnh ấn tượng. Và từ đó thì hai anh em lại phát hiện ra một điểm chung nữa là hai anh em đều rất là đam mê mùi hương và nước hoa, cho nên là mình được làm những gì mà mình yêu thích thì đối với Guild đó là một may mắn. Không biết là sau 2 năm đại dịch thì Guild bắt đầu trở lại công việc bằng kinh doanh, thì không biết thì sẽ bằng nghệ thuật của Guild trong 2 năm nay thì có ra mắt không? Thực ra là sau 2 năm giãn cách rất là vất vả thì cái điều đầu tiên mà Guild làm đó chính là ổn định lại tâm lý và sức khỏe của mình, bởi vì thực ra thì đó là một cái 2 năm rất là căng thẳng và gây rất là nhiều ức chế cho mọi người. Và để chuẩn bị cho cái bước này thì Guild nghĩ đây là một cái sự khởi động trong công việc của mình nói chung. Guild không và sau khi mà mình đã có một cái sự ổn định cho cái đứa con tinh thần này thì dĩ nhiên là trong vòng 2 năm đó Guild cũng đã ấp ủ và chuẩn bị cũng có những cái sản phẩm mà mình đang rất ấp ủ và cũng rất mong là mọi thứ sẽ bình an và suôn sẻ để mình có thể tiếp tục được ra mắt và tạo thêm nhiều sự kiện như vậy nữa. Guild chia sẻ một chút về cái biệt danh hiện tại trên mạng họ đang đặt cho Guild là Guild Tổng Thông Tho ấy. Chia sẻ một chút về cái biệt danh này. Dạ, biệt danh này thì chắc là do các bạn fan thương mình thường thì
mình bắt đầu làm cái gì đó. Hồi trước kia thì mình cũng các bạn đã cũng muốn nhìn thấy Gil trong vai trò kinh doanh thì các bạn cũng hay gẹo gẹo gọi là Gil tổng rồi. Còn lần này là kinh doanh nước hoa nữa, cho nên có một cái kinh doanh như vậy thì Gil cảm thấy cũng rất là thú vị và thấy dễ thương và cũng rất cảm ơn mọi người. Hiện tại bây giờ kinh doanh đó là cái việc ưu tiên hàng đầu của Gil ấy, vậy thì khi nào thì Gil sẽ trở lại với cả âm nhạc? Gil cũng vừa chia sẻ ở đây thì là mình trong vòng 2 năm giãn cách vừa rồi là mình cũng đã dành thời gian để mà mình áp ủ nhiều thứ. Thì về cái timeline thì xin phép là không nói được nhiều, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ muốn dồn hết sức để chạy nhanh hơn, bởi vì mình đã mất một khoảng thời gian quá dài á. Thì hy vọng là chỉ mong mọi thứ sẽ ổn định và suôn sẻ để mà tất cả mọi người có thể thực hiện được những cái điều mà mọi người đang áp ủ. Vậy thì cái tham vọng cụ thể của Gil khi mà lấn sân sang cái thị trường kinh doanh là gì? Hiện tại là Gil với Kia đồng hành để sáng lập cái này thì cái đầu tiên của mình không dám nói mình đang trở thành một người kinh doanh. Mình không dám nói là tôi bắt đầu kinh doanh đây và đạt một cái tham vọng gì. Như Gil nói, đây là cái bước đầu tiên để mình có thể học hỏi, để mình học về mảng kinh doanh, để mình có thể thúc đẩy những cái sản phẩm mà mình yêu thích và mình tâm huyết đến gần hơn với khán giả. Thì cái đó là cái điều đầu tiên mà Gil và cùng cả team đang đặt lên hàng đầu. Vậy thì khi trong kinh doanh thì Gil là một con người nào, trong âm nhạc thì Gil là một con người như thế nào? Không có hỏi xong không nghe thấy trong nghệ thuật thì Gil là một người có vẻ là khá Gil nghĩ là hơi lãng đãng chút xíu, nhưng mà trong kinh doanh và trong khi mà mình bước vào gọi là điều hành một công ty và làm vai trò giám đốc sáng tạo thì mình phải quyết đoán hơn, thì có những cái quyết định người đang đồng hành với mình, cho nên là Gil cũng đang phải rút kinh nghiệm rất là nhiều để tập cho mình cái tính gọi là dứt khoát hơn trong trong công việc kinh doanh. Vậy thì trong tình yêu thì Gil là một người như thế nào? Trong tình yêu Gil là một người như những người khác đang yêu. Chứ mọi người đang yêu thì mọi người thường sẽ không giống như mình bình thường cho lắm, thì có thể Gil cũng vậy, là sẽ giống như tất cả mọi người thôi. Vậy khi bây giờ mình đang có quá nhiều mối bận tâm cho cái việc kinh doanh ấy, thì thời gian đâu để mình dành cho bản thân cũng như cho chơi chuyện tình yêu? Thực ra thì Gil nghĩ thời gian của mọi người như nhau, quan trọng là chúng ta có những cái cột mốc trong giai đoạn cái thời gian của mình, thì mình sẽ dành thời gian cho từng cột mốc, chứ mình không phải dồn mọi thứ quá và mình đang làm đi mà mình trông chờ cái kia. Cho nên là Gil vẫn đang cảm thấy là mình có những cái cột mốc cần phải quan tâm là hiện tại, như là sản phẩm này, những sản phẩm nhà sắp tới. Cảm ơn. Hỏi về mái tóc đi, hôm nay nhìn mái tóc của Gil lạ chi xíu chút xíu. Thật ra là bởi vì tông đỏ đen, dạ, cho nên là Gil và stylist cũng có nghĩ đến những cái layout đặc biệt, nhưng mà bởi vì là nó có liên quan tới cái một cái phần ở trong chương trình chính, cho nên là tí nữa nếu mà mọi người có ở lại và quay thì chắc là mọi người sẽ hiểu rõ hơn thì về cái phần đó. Cảm ơn mọi người. Gil nghe cậu nói trong một